nó nhảy đầm. Xe em biết nhảy đầm luôn nè. Ở ngoài sau ngay cả cái cốp ở đằng sau nó cũng phải với lại hai cái cửa kiến á. Thì mình trong nhà hay trên lầu hay ở đâu mình muốn khóa cửa mình chỉ bấm như vậy là tự động nó khóa. Dạ. Rồi mình muốn quay, mình muốn không khóa thì cũng mở cũng được. Dạ. Rồi mình mở cái cốp nè ha. Tự động mình mở cái cốp. Mình ở nhà hay ở đâu đi từ đường sắp tới mình muốn mở trước cái cốp của mình thì mình mở được luôn hết. Nhiều khi mùa lạnh cũng vậy, mình trên phòng mình muốn làm cái xe cho nó ấm trước khi mình vô xe, mình có thể set cho nó ấm trước khi vô xe 15-20 phút trước khi lái tự động. Con nít nó ngồi đỡ mình đi vô mình đi chở á. Yeah. Sợ nó nóng trong xe mình mở air cho nó rồi mình đi thôi. Dạ. Yeah. Dạ Vườn Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Vườn Hồ đang có mặt tại thành phố San Jose của tiểu bang California. Và đây được mệnh danh là một trong những cái thung lũng hoa vàng. Đó, tại vì ở đây có nó rất là đẹp luôn. Và phía sau lưng của Vườn Hồ đây là một cái chiếc xe, dòng xe điện của Tesla. Và ngày hôm nay thì Vườn Hồ sẽ nhờ một người chị để chia sẻ cái dòng xe điện này cho cô bác quý anh chị biết được luôn ha. Vậy là mình phải sử dụng thông qua cái điện thoại hết. Dạ. Dạ. Thì mình vô nó có cái app của nó. Dạ. Rồi tự động mình vô cái control. Thì mình trong nhà hay trên lầu hay ở đâu mình muốn khóa cửa mình chỉ bấm như vậy là tự động nó khóa. Dạ. Rồi mình muốn quay, mình muốn không khóa thì cũng mở cũng được. Dạ. Rồi mình mở cái cốp nè ha. Tự động mình mở cái cốp. Mình ở nhà hay ở đâu đi từ đường sắp tới mình muốn mở trước cái cốp của mình thì mình mở được luôn hết. Tự động nó muốn đóng thì tự động nó đóng. Hay ha. Rồi khóa cửa cũng được. Nhưng mà mình không cần khóa nữa. Mình vừa đi ra xe, mình đi khoảng chừng từ đây tới cái cây đó thôi. Tự động nó khóa mình thôi. Nó tự lắp lại. Dạ, tự động nó lắp. Trước thì không có máy có gì trơn. Chỉ mình muốn mở thì mình bấm cái nút này tự động nó mở lên. Trước nó không có máy. Dạ. Nó chỉ có chỗ để nước, để quạt nước kiến thôi. Dạ. Và đằng sau cái nó không có máy, nó chỉ có điện nằm nguyên một cái thang nồi điện ở dưới đây. Dạ. Một cái hệ thống điện ở dưới này. Dạ. Dạ. Thì không biết cái chiếc xe như thế này hoạt động thì ví dụ như là một điện á thì sẽ hoạt động là sạc bao nhiêu giờ và sẽ đi được bao nhiêu mai hả chị? Thì xe này tự nhiên nó sports thì nó đi khoảng chừng 300 miles. Nếu mà charge cắm điện qua đêm á thì nó đầy á 80%, thường 80% thì đi khoảng chừng 300 miles. Thời gian sạc thì sao chị? Tùy theo mình tự nhiên mình charge ở nhà thì nó lâu hơn, còn mình đi ra ở ngoài mấy cái chỗ nó gọi là super charge á. Charge cái chừng 45 phút là đầy bình luôn. Hay là 15 hay nửa tiếng tùy theo thôi. Cái supercharge nó mau hơn. Còn ở nhà thì mình gắm vô cái điện giống như điện sấy máy á. Thì nó chạy nó lâu. Thì tối 12 giờ đêm gắm vô cho tới 3-4 giờ sáng thì nó đầy rồi. Xe của chị là dòng phiên bản thể thao hả? Dạ, cái này là sport car. Nó gọi là S model mà nó là high performance. Dạ. Nó đi giống như sport nó chạy thì nó mau hơn. Em thì ở Việt Nam thì em không biết là một cái chiếc xe như thế này thì giá so với ở Mỹ thì nó cao lắm so với những cái dòng khác không chị? Tự vì cái hiệu này thì lúc mua nó mới thì nó cao, bây giờ nó cũng bằng tầng giá với mấy cái hiệu kia thôi. Giá nó thì nó khoảng, nếu như mà so với cái dòng của Toyota thì nó mắc hơn nhiều. Nó mắc hơn nhiều hả chị ha? Điện thì phải tính theo điện, còn nếu mà cái Camry gas thì nó rẻ hơn là điện. Còn cái hiệu này thì tất nhiên nó mắc hơn là cái hiệu Camry. Theo Camry nó đi theo Toyota lúc nào nó cũng mắc hơn tí xíu. Và không biết khoảng mắc hơn bao nhiêu thôi, cái giá nó không biết cả. Em có nghe một cái thông tin là khi mà ở tiểu bang Cali á, thời gian sắp tới thì sẽ có một cái số tuyến đường nó sẽ cấm xe mà động cơ vào thành phố thì hiện nay nó có quy định đó chưa chị?
chưa nghe nha. Thì nó khoảng chừng thêm 5-6-7 năm nữa là nó nói là không có gas nữa đó. Phải chạy xe bằng xăng điện không đó. Dạ. Thì cái đó thì chưa, nó chỉ nói vậy thôi nhưng mà chưa có luật gì ra hết. Dạ. Chị cho em tham quan cái nội thất tí xíu. À, đây là một người chị. Dạ. Rất là hiện đại. Một cái màn hình điều khiển, một cái màn hình giải trí ở giữa, cái màn hình LCD rất là lớn ở đây. Dùng để giải trí nè. Ghế thì cũng ngồi khá là thoải mái luôn. Do là chạy động cơ điện nên là nữ nó không có bị ô nhiễm tiếng ồn á. Và hiện nay thì ở tiểu bang California thì những cái dòng xe như thế này thì được rất là được ưa chuộng luôn. Một cái chiếc xe Tesla mà phiên bản thấp nhất, dòng thấp nhất thì hiện nay thì khoảng mấy chục ngàn hả chị ha? Cái thấp nhất của nó có 3 loại, mà nó gọi là nó gọi sedan, thì nó có cái is it S model? No, S model. Thì cái rẻ nhất có chừng 40 mấy ngàn, đi ra cửa tính thuế đều luôn. Còn cái kép tới nữa là X, I mean Y model là loại kiểu này. Mà cái kiểu này nó có hai loại. Một cái là gọi là long performance với lại high performance. Một cái sport như cái chạy xe thường. Thì sport thì nó mắc hơn khoảng chừng 10 mấy 20 ngàn. Tùy theo thôi. Cái xe này lúc mày mua thì nó giá nó mắc, nó tới 7 mấy ngàn ra cửa. Mà bây giờ nó đã bớt xuống khoảng chừng 50 mấy ngàn ra, 60 ngàn ra cửa. Còn cái cao hơn nữa là cái X model. X model thì cái đó là gần hơn cái 100 ngàn. Trước đây thì chị đi làm như là đi du lịch thì chị sử dụng cái dòng xe động cơ. Thì chị đã sử dụng qua cái dòng, có chị có sử dụng qua cái dòng xe của Toyota cho chị hả? Thì ưu điểm của cái dòng xe Tesla so với cái dòng xe cái động cơ của Toyota thì như thế nào chị ha? I like this one better, electric, tại vì không cần phải đi đổ xăng nữa. Với lại chạy nó thấy nó êm hơn. And cái Tesla nó hay cái là mình không cần đạp thắng. Mình đạp ga xong cái mình buông cái ga ra từ từ là xe nó ngưng. Mình không cần đạp thắng nhiều cho nên nó mỏi, nó không có mỏi chân đau lưng nữa. Với lại cái này đi vô nó biết cái, nó biết mình là người lái xe này, nó tự động nó chỉnh lại hết những cái program gì mà mình đã chỉnh trước, nó sẽ biết là mình là người lái, mình không cần phải chỉnh gì nữa hết. Bước vô là tự động nó biết là mình, ví dụ như bước vô là tự động nó biết là em Phương và ông Linh, nó tự động nó đã set cho mình sẵn, mình không cần phải làm gì, chỉ đạp ga chạy thôi. Có nghĩa là chị sẽ set up một lần một, thì ban đầu khi mà chị set up thì những lần sau thì nó tự nhận diện. Hay mình chỉnh cái gì theo mình muốn, mình save cái là nó biết là mình là mình đi tới, mình vô là nó biết là của mình, nó theo cái điện thoại á. Nó biết là mình, nó set up sẵn hết cho mình vô. Nhiều khi mùa lạnh cũng vậy, mình trên phòng mình muốn làm cái xe cho nó ấm trước khi mình vô xe, mình có thể set cho nó ấm trước khi vô xe 15-20 phút trước khi lái tự động. Nhưng mà đây là một cái dòng xe mà phải nó có cũng từ tuổi đời khá là lâu, ngay tại Mỹ mà rất là nổi tiếng luôn. Và cả nhà thấy không, cái không gian á, cái chiếc xe á, nội thất á, cực kỳ dễ chịu nè, ngồi rất là thoải mái và rất là êm luôn. Thì ở ngoài sau á, là xe này tổng cộng là chở được 5 người ha chị ha? Cái xe này chở được 5 người, nhưng mà lúc mà mình mua mình muốn cho nó chở 7 người cũng được. Thì nó làm thêm hai cái ghế đằng sau đó rồi mình sắp xuống thôi. Nhưng mà từ giờ đó mua chỉ chọn 5 người thôi. Nó phải bảo dưỡng thường xuyên giống như những cái dòng xe khác không chị? Nó phải đem đi đến hãng để mà định kỳ bảo dưỡng để cho hoạt động. Không cần. Tùy đâu có nhớt xăng gì đâu mà phải thay. Pin thì không có thuê. Khi nào mà xe, nếu mà thay pin là coi như giống như thay nguyên chiếc xe rồi. Nhưng mà đi charge thì nhiều charge lắm. Đi charge chỗ nào cũng được, nhưng mà charge tuổi Tesla của nó đó thì nó mau hơn, nó supercharge mau hơn. Mấy cái kia charge cũng được, nhưng mà mình phải mua cái adapter riêng để gắn vô. Còn nếu mà charge thường xe nó thì chỗ đó nó gắn vô thẳng vô Tesla thôi.
tuổi thọ một cái pin cho theo xe thì hãng có nói là khoảng bao nhiêu năm thì sẽ mình phải sử dụng thay pin mới không chị? Khi mà em ở Việt Nam em đi xe điện thấy cái hệ thống cách âm á, chống ồn á thì rất là tốt, thì dòng xe của mình thì so với dòng những cái dòng khác thì sao chị ha? Thì cũng vậy, rất là êm. Dạ. Không có nghe máy chạy hay là gì hết, mình vô mình chỉ nhiều khi cũng không biết là nó có on hay không. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Thôi mình sẽ bước ra để vòng vòng quay vòng vòng tí xíu. Dạ. Dạ nha. À. Những cái đây là một cái dòng xe mà phải nói khá, đối với người Mỹ thì họ rất là chuộng, và so với những cái dòng xe mà sử dụng động cơ đốt trong á thì dòng xe này thì nó sẽ đắt tiền hơn rất là nhiều luôn. Nó được cái nắng á. Dạ. Nó là nguyên cái kiến từ trên xuống dưới luôn. Dạ. Dạ. Bây giờ chị có thể sử dụng cái điện thoại chị đóng nó lại hết được không chị? Cho em xem. Dạ. Cửa thì nó không có tự động đóng. Dạ. Còn chỉ có lock thôi. Dạ. Nhưng mà cái này lock được thì tiện lợi là ở ngoài đằng trước có một cái nơi để mà mình đựng đồ nè, ở đằng sau cũng có thêm một cái nơi để mà mình có thể đựng đồ được nữa, vậy là nó tới hai nơi rồi. Mình muốn ví dụ như có người trong xe gì mình sợ nắng hay là nóng ngợp á, mình có thể control nó được. Ở đây mình nói là nó tự động nó sẽ chạy điều hòa chứ. Trong rồi mình ví dụ như mình con nít nó ngồi đỡ mình đi vô mình đi chở á. Yeah. Sợ nó nóng trong xe mình mở air cho nó rồi mình đi thôi. Yeah. Hay là mình có con chó hay là gì trong xe mình bỏ trong xe mình để cái này tự động cũng được, nó sẽ mở máy lạnh để vừa trên con chó mình có thể mình có thể coi con chó có coi người ngồi trong xe con sau. Hay ha. Hiện nay thì ở tiểu bang của mình là người dân họ sử dụng nhiều cái xe Tesla này chưa chị? Nhiều lắm. Đi ra ngoài nhiều khi mình ngoài parking có cái chục xe giống hệt như nhau, mình cũng lộn xe nào xe đúng. Dạ. Ở cả nhà thấy rất là tiện lợi ha. Một là hạn chế tiếng ồn đó, hai là những cái khí carbon đó nó thải ra từ những cái động cơ đốt từ nhiên liệu á, thì người Mỹ dần dần chuyển sang sử dụng cái xe điện như thế này. Dạ. Khi mình đậu xe rồi nó có cái camera tự động, mình ai đụng xe mình hay là gì mình cũng có thể biết hết. Dạ. Chỉ cho biết thôi. Xe mình nằm ở đâu nó cũng báo cho mình biết cái xe mình đang ở đâu, cái location. Dạ. Nó có camera hết hai bên đây trên sườn, mình lái xe trong mình có thể thấy xung quanh chiếc xe mình. Dạ. 360 độ hết luôn hả chị ha? Dạ. Dạ. Đang ngoài trước, đằng sau. Chị đang mở một cái hệ thống camera cả nhà để mà quan sát chiếc xe từ ở cái đằng trước nè và bên hông mà kể cả đằng sau luôn á. Cái camera này là mình tự lắp đặt thêm hay là hãng nó đã có rồi chị? Hãng nó có sẵn rồi. Dạ. Yeah. Bên kia. Bên hông, đây là camera của. Dạ. Ở nhìn ở đằng sau. Có con chó giữ chiếc xe thôi. No, mình không phải con chó giữ chiếc xe mà mình bỏ con chó trong xe, sợ chó nó ngợp hay là gì mình muốn canh chừng nó đó. Dạ. Mình mở nó gọi là dog watch. Dạ. So nó mở tự động, nó mở air condition cho chó nó dễ thở rồi nên mình có thể thấy người ngồi trong xe. nó hiểu hết hả chị ha? Dạ. Dạ.
Nhờ có chị mà chia sẻ và cả nhà có thể hiểu thêm. Và thật ra là đây là một cái thước phim á mà có YouTuber nào review về một cái chiếc xe như thế này. Và ngày hôm nay thì cũng đủ duyên mà Bùi Hồ có mặt ngay tại tiểu bang California, ngay tại nước Mỹ để mà chia sẻ về cái chiếc xe Tesla, dòng xe điện khá là phổ biến ngay tại Mỹ. Với lại nó có thể tự động lái nữa. Dạ, nó có chế độ tự lái ha chị ha. Tự động lái mình mệt mình mỏi hay gì đó, mà tay mình giữ cái máy, giữ cái wheel, nhưng mà tự động nó chạy, nó lái cho mình. Dạ. Một cái màn hình LCD rồi, nó lớn ghê luôn á. Dạ, rồi dạ. Khi mình ngồi mình đợi gì đó, mình có thể chơi game hay mình coi movie trong đây luôn. Dạ. Dạ, nó cũng có. Mình muốn coi phim hay là coi gì cũng có hết. Như khi mình muốn chơi sẽ có thể nó đều tích hợp vô hết ha chị ha. Dạ. Dạ. Đóng cửa lại cho nó chơi nhạc. Cái hệ thống nhạc á kết hợp với hệ thống đèn á nó nhảy đầm. Xe em biết nhảy đầm luôn nè. Ở ngoài sau ngay cả cái cốp ở đằng sau nó cũng phải, với lại hai cái cửa kính á nó đang nhảy đầm. Ồ, ở đằng sau nó có hai cái lỗ tai nữa kìa. Cái chỗ charge điện. Dạ. Trải nghiệm một cái chiếc xe Tesla tuyệt vời ha. Rồi đó, con mà cán cái lên trắng trắng hả, trời ơi, nó kêu cho mà nó hú lên mà hai hả? Ừ, nó hú. Dạ, đến khi mà đèn đỏ thì chiếc xe nó sẽ tự động ngừng lại. Có nóng, nó hít cái ghế xe. À, nó sưởi ấm rồi á. Sưởi ấm rồi, mở lên cho, tí nữa còn nó nóng lắm. À. Nó ra khói. Cái này là hệ thống máy lạnh ở trên. Yeah. À, còn đây là cái sửa ấm cái ghế nóng lên. Dạ. Yeah. Chiếc xe này nó cảm biến khi mà chiếc xe đằng trước nó chạy ngang là nó sẽ thấy được chiếc xe đằng trước. Dạ, thấy hết xe bên hông, xe đằng sau đằng trước nữa. Sau khi mà bật cái chế độ sửa ấm ghế lên thì cái ghế nó sẽ nóng lên. Dạ. Hay ghê á. Đằng trước đằng sau cũng có à, chứ không phải là chỉ ghế tài xế không chung. Nhưng mà nó cả bốn ghế luôn. Dạ. À, đây là mình chọn chế độ cho nó nóng hả chị? Dạ. Thì ba cái là nóng nhất, còn hai cái là ít tay, một cái là ít tay. Bữa nay thứ bảy rồi, nó không qua bữa thứ sáu rồi, không biết.